Cuộc di cư vượt sông đầy nguy hiểm của đàn linh dương đầu bò. Linh dương đầu bò là linh dương thuộc chi Cynocephalidae và là động vật bản địa ở Đông Phi và Nam Phi. Chúng thuộc về họ Bovidae, bộ Artiodactyla, trong đó bao gồm linh dương, trâu, bò, dê, cừu và động vật móng guốc có sừng khác. Chúng là động vật ăn cỏ, thường sống thành đàn trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn, tương đối hiền lành, nhút nhát. Ở Đông Phi, chúng là động vật bị nhiều loài ăn thịt săn lùng nhất, đặc biệt là báo gepa, sư tử, linh cẩu hay cá sấu. Đặc điểm sinh học của chúng giống như sự kết hợp thú vị giữa linh dương và trâu rừng, với phần thân sau nhanh nhẹn, linh hoạt, còn phần trước nặng nề hơn với bờm và cặp sừng đồ sộ. Chúng cũng rất khỏe, dẫu không thể vượt qua những con trâu rừng lực lưỡng. Cặp sừng là thứ vũ khí hiếm hoi mà linh dương đầu bò được, mẹ thiên nhiên ban tặng. Cặp sừng của chúng có hình dáng tựa, dấu ngoặc nhọn, mở rộng ra bên ngoài, sau đó cong lên trên. Ở con đực, sừng của chúng có thể dài 83cm, trong khi sừng của con cái dài 30-40cm. Nhờ cặp sừng này, linh dương đầu bò có thể lựa chọn cách tấn công để tự vệ, thay vì bỏ chạy như các loài động vật ăn cỏ khác. Bên cạnh đó, ưu thế về số đông của bầy linh dương đầu bò cũng khiến các kẻ đi săn e sợ. Với số lượng đông đảo, tập trung sinh sống ở Kenya, còn lại phân bổ ở vùng đất Namibia và các nước khác, linh dương đầu bò là nguồn thức ăn quan trọng của các loài động vật ăn thịt sinh sống ở đấy. Chúng là loài động vật có hình dáng khác thường, kết hợp giữa đầu và sừng của bò, đuôi ngựa với phần điểm nhấn là chùm lông dài màu đen. Tuy nhiên, chúng cũng không thuộc giống bò hay ngựa mà lại thuộc họ linh dương. Một con linh dương đầu bò trưởng thành sẽ dài khoảng 170cm đến 220cm, từ đầu đến hết thân cao khoảng 105 đến 121cm và có cân nặng khoảng 110 đến 180kg. Linh dương đầu bò thường sinh sống theo đàn lớn, trong nhiều trường hợp chúng còn ghép với đàn ngựa vằn để tạo ra một cộng đồng lớn mạnh, từ đó giảm nguy cơ bị săn bắt bởi các loài động vật ăn thịt. Vào mùa sinh sản, mỗi lứa linh dương mẹ chỉ đẻ được một con duy nhất trong năm. Tuy nhiên do cả đàn thường mang thai trong khoảng thời gian gần nhau, nên khi một con linh dương đầu bò đẻ đồng nghĩa với cả đàn cùng đẻ. Nghe thì có vẻ là nhiều, tuy nhiên theo thống kê của các nhà động vật học, tỷ lệ sống sót thành công từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành của linh dương đầu bò rất thấp. Ước tính cứ 6 con linh dương đầu bò thì chỉ có một con trụ lại được sau năm đầu tiên của cuộc đời. Nguyên nhân là bởi linh dương đầu bò là nguồn thức ăn quan trọng của các loài động vật như sư tử, báo, linh cẩu, cá sấu. Linh dương đầu bò khá nhút nhát, chỉ cần bị áp sát, nó sẽ bỏ chạy một cách hoảng loạn. Vào mùa khô hàng năm, hàng trăm nghìn chú linh dương đầu bò sống ở khu bảo tồn động vật hoang dã Maasai Mara, Kenya sẽ tiến hành cuộc di cư vĩ đại để đi tìm nguồn nước và thức ăn mới. Trong chuyến đi này, chúng phải vượt qua sông Mara đầy nguy hiểm. Cụ thể, ngoài dòng nước chảy xiết thì dưới sông Mara cũng có rất nhiều cá sấu sinh sống. Chính điều này khiến bầy linh dương đầu bò rất thận trọng trong việc tìm địa điểm để vượt sông. Tuy nhiên, khi đã tìm được địa điểm, chúng lại chen lấn lên nhau để cố gắng trở thành những cá thể đầu tiên vượt sông thành công. Điều này khiến bầy linh dương trở nên hỗn loạn, sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để tìm vị trí an toàn cho mình. Không những vậy, bờ sông Mara lại bị lở và tạo ra những bậc thang cực cao, khiến bầy linh dương gặp khó khăn trong việc tiếp cận vùng đồng cỏ. Cuối cùng, màn chen lấn đã gián tiếp tạo ra một cuộc thảm sát mà trong đó những con nhỏ yếu sẽ dễ dàng bị dẫm đạp tới chết. Hàng nghìn linh dương đầu bò thường bắt đầu hành trình di cư vào tháng 7 và 8 hàng năm để tới vùng đồng cỏ trong vườn quốc gia Maasai Mara, Kenya. Một trong những thách thức lớn nhất đối với đàn linh dương là hành trình vượt sông, với hàng trăm con cá sấu đói đang chờ trực con mồi. Mũi bốc lên mù mịt khi đàn linh dương tập trung trên bờ sông trước khi nhảy xuống nước để vượt sang bờ bên kia. Một số con bị bong móng chân, gãy lưng và chân, nhưng phần lớn chúng thoát sang bờ bên kia an toàn. Một số con không may vấp ngã và trở thành bữa ăn cho những con cá sấu đói. Ngoài nguy hiểm từ cá sấu, đàn linh dương cũng thường xuyên bị tấn công bởi sư tử, đặc biệt vào ban đêm. Cùng thời điểm đó, những con linh cẩu cũng gây náo loạn trong đàn linh dương đầu bò để tách những con nhỏ và yếu ra khỏi đàn rồi tấn công. Những cửa ải mà cả trăm nghìn con sẽ phải đối mặt không khác gì một trò chơi sống còn. Trên quãng đường chông gai đó là đầy rẫy những hiểm nguy mà chúng phải diện kiến.
Một trong số đó có lẽ là dòng sông Mara Tử Thần, nơi đàn cá sấu châu Phi nổi tiếng hung tợn đang sẵn sàng nằm chờ ở đó. Khi băng ngang sông Mara rộng lớn, chỉ những con đủ nhạy bén, tinh khôn và sức mạnh thì mới có thể vượt qua những tử thần dưới nước này. Theo thống kê, sau khi tới được bờ sông bên kia, cả đàn chỉ còn 2/3 quân số. Đã có khoảng 1/3 đàn linh dương đầu bò vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội cùng đồng đội đi tìm miền đất hứa nữa. Sông Mara hàng năm luôn chứng kiến những lần máu của linh dương đầu bò nhuộm đỏ cả dòng sông bởi những vết cắn của cá sấu. Chưa dừng lại ở đó, sau khi vượt sông sẽ là những kẻ săn mồi trên cạn đang chờ đón bầy linh dương. Những nhân vật đó có thể là báo, sư tử, hay nhiều động vật hoang dã khác. Những cuộc di cư trong khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara luôn thu hút sự chú ý của du khách. Có thể coi đó là một vòng tròn hệ sinh thái Serengeti Mara không có điểm bắt đầu và nơi kết thúc, nằm trong chuỗi không ngừng của sự sống và cái chết. Bạn sẽ không thể nói con nào ác hay kẻ nào đáng thương hơn bởi đơn giản đó là quy luật sinh tồn. Có thể nói, mỗi cuộc di cư là một bài kiểm tra khó khăn về khả năng sinh tồn trong thế giới động vật. Trong khi đó, với du khách, cảnh tượng tự nhiên này còn được coi là kỳ quan không chính thức của thế giới. Nếu có dịp, hãy đến với châu Phi và chứng kiến những cảnh tượng cực kỳ thú vị này nhé. Video đến đây là hết. Mời các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của chúng tôi nhé.